Chào mừng toàn thể các bạn đã quay trở lại với MotoStore Channel. Ở video lần trước thì chúng mình đã recommend cho các bạn một sản phẩm rất đáng mua ở mức giá dưới 3 triệu đồng. Vậy, ở mức giá cao hơn thì sao ạ? Trong khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng thì chúng ta nên lựa chọn sản phẩm gì? Ngày hôm nay, MotoStore xin được giới thiệu đến các bạn một sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung của thương hiệu HTC, chiếc mũ HTC ES17. Trước khi đánh giá chi tiết chiếc mũ này thì mình muốn nói sơ qua một chút đến với thương hiệu HTC. HTC là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, được thành lập từ năm 1971. Nếu như so với những thương hiệu đình đám trên thế giới khác như AGV được thành lập từ năm 1946 hay Suway là năm 1959 thì HTC được cho ra mắt muộn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với chất lượng và giá cả luôn luôn hấp dẫn người dùng thì đến năm 1992, HTC đã vươn lên trở thành thương hiệu số 1 tại thị trường Bắc Mỹ để đáp ứng được nhu cầu của tất cả các biker. HTC đã cho xây dựng rất nhiều những nhà máy sản xuất khác nhau trải dài trên khắp thế giới, trong đó có ở Việt Nam. Quay trở lại với chiếc mũ ES17 này thì hiện tại MotoStore đang bán với mức giá là 4.200.000. Còn ở một vài phiên bản đặc biệt khác như con ES17 Deadpool này sẽ có giá đắt hơn một chút là 5.500.000. Một lát nữa thì mình sẽ nói kỹ hơn về con Deadpool này. Cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc mũ này là nó vô cùng chắc chắn, với phần vỏ được làm bằng polycarbonate đã giúp cho chiếc mũ trở nên nhẹ hơn, tạo cho người dùng một cảm giác vừa vặn, thoải mái khi sử dụng. Phần sơn được sử dụng kỹ thuật CAD đã giúp cho chiếc mũ trở nên bắt mắt hơn rất nhiều. Chiếc mũ này cũng được thiết kế với hai kính bảo vệ, với một kính bảo vệ bên ngoài và một kính bảo vệ bên trong. Phần kính ngoài này cũng được làm với chất liệu polycarbonate với độ trong suốt lên đến 98%, khả năng chống tia UV lên đến 95% và được phủ một lớp chống sức nhẹ. Ngoài ra còn có thể kết hợp thêm với một miếng pin lốc như thế này. Những thông số hết sức ấn tượng đối với một sản phẩm tầm trung phải không ạ? Phần kính ngoài này khi kéo lên cũng sẽ có những nấc cố định, vô cùng chắc chắn. Về phần kính trong của chiếc ES17 này được thiết kế khá đặc biệt. Nó không được thiết kế ở bên tay trái của chiếc mũ như những chiếc mũ thông thường, mà thay vào đó nó được thiết kế ở trên đỉnh đầu như thế này. Ngay sau đây thì mình sẽ đội chiếc mũ này để thao tác kéo kính trong xuống cho các bạn xem. Đây đúng là một thiết kế vô cùng thông minh của HTC. Chỉ với một ngón tay là các bạn đã có thể thực hiện được thao tác kéo, đẩy kính vô cùng dễ dàng. Chiếc mũ này còn được gọi là một chiếc mũ One Touch, có nghĩa là chỉ cần một chạm là các bạn đã có thể thực hiện được những thao tác vô cùng dễ dàng của chiếc mũ này rồi. Ví dụ như chỉ cần một chạm là các bạn đã có thể đẩy kính lên, một chạm đẩy kính xuống, hay muốn tháo kính cũng chỉ cần một chạm thôi. Hệ thống thông gió của chiếc ES17 này được thiết kế với hai khe ở phần cằm, một khe ở phần đỉnh mũ, hai khe ở phần bên tai và hai khe ở phần đuôi mũ. Ok, vậy là mình vừa mới tháo những lớp mũ này ra và như các bạn có thể thấy, lớp mũ này là được làm bằng một những miếng vải tối màu, có khả năng kháng khuẩn, chống phồn và đặc biệt là tháo lắp vô cùng đơn giản, chỉ bằng những nút bấm như thế này. Về bên trong của chiếc mũ thì được có một lớp xốp màu đen. Lớp xốp này có khả năng hấp thụ rung động kết hợp cùng với vải mũ và vỏ mũ đã tạo nên một chiếc
mũ HTC ES17 vô cùng chắc chắn và đầy thuận tiện, thoải mái cho người sử dụng. Về size mũ, chiếc ES17 này được thiết kế với size từ M cho đến 2XL. Riêng với size M sẽ có trọng lượng là 1.500g, còn size L cho đến 2XL sẽ có trọng lượng là 1.600g, và tất cả các size đều được thiết kế với một vỏ mũ nhất định. Đặc biệt ở chiếc ES17 này, với một vỏ mũ nhất định thì các size có thể hoán đổi cho nhau. Ví dụ như trên tay mình đây là một chiếc mũ size M, còn đây là một chiếc mũ size L, thì có thể hoán đổi mút cho nhau, sẽ biến thành đây là một chiếc mũ size L, còn đây là một chiếc mũ size M. Như mình đã nói ở trên thì ngoài những chiếc ES17 bình thường này ra thì có một vài những phiên bản đặc biệt khác. Đó chính là phiên bản ES17 Iron Man và phiên bản ES17 Deadpool. Như các bạn có thể thấy ở đây chính là chiếc ES17 Deadpool. Nhà sản xuất HTC đã lấy ý tưởng từ những bộ phim của Marvel để cho ra mắt những chiếc mũ với bề ngoài vô cùng bắt mắt và vô cùng độc đáo. Khi đội chiếc mũ này thì có lẽ nó sẽ tạo cho người sử dụng một cảm giác hết sức đặc biệt, cảm giác mình như là một dị nhân đích thực, phải không ạ? Hiện nay, tất cả các sản phẩm của HTC đều được Moto Store phân phối chính hãng và bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Nếu như các bạn muốn tham khảo chi tiết những chiếc mũ này thì có thể click vào đường link bên dưới mà mình để ở phần mô tả. Ý kiến của anh em về chiếc mũ này là như thế nào ạ? Hãy để lại cho mình một comment ở bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho channel của chúng mình để đón xem những video mới nhất của Moto Store. Xin chào và hẹn gặp lại.